Xin chào quý anh chị và các bạn, mình Hùng Bi vật tư phan nhân.com, một công ty chuyên cung cấp các loại tấm meca, các loại ống meca, các loại cây meca phi trồng đặc anh chị các bạn. Thì hôm nay hàng nó về, cái lô hàng hôm nay nó về có một cái điều quan trọng, đó là đợt trước mình về cái lô hàng nó không có, nó trơn nhũng như thế này và đóng trong một cái bao bì như thế này thì nó bị cày anh chị các bạn. Giữa cái cây này với cây kia, giữa cái cây này với cây kia nó bị sát vô nhau, đâm ra nó khi mà mình vận chuyển nó bị trầy. Đâm ra cái lô hàng hôm nay là mình về nó khá đặc biệt. Có nghĩa là mình đặt ở chỗ nhà sản xuất á, người ta sản xuất ra những cái cây meca như thế này nè, trắng trong như thế này. Xong rồi á, người ta phải bọc cho mình thêm một cái lớp bảo vệ từng cây như vậy anh chị các bạn. Đó, từng cây như thế này. Thì mình cảm giác mình thấy nó đỡ trầy hơn. Đỡ trầy hơn anh chị các bạn. Đó. Thì cái lô hàng này nó đặc biệt hơn những cái lô hàng khác, đó là cái độ meca nó cái cây meca nó trong suốt mà nó được bao bọc bởi một cái lớp bao BE mỏng mềm bên ngoài, thì nó làm giảm thiểu cái vấn đề trầy xước của cây meca. Thì cái loại hàng này hiện tại là phân nhân đang bán rất nhiều năm rồi anh chị các bạn, và chúng tôi bán rất là ổn về những cái quy cách mà khách hàng đang cần xài. Và cái lượng hàng nó rất là đều đặn khi khách hàng có nhu cầu sử dụng liên tục. Thì cái loại hàng này á, thường dùng trong trang trí nội thất là nhiều. Ví dụ như người ta làm các tay nắm cửa, các khung, cái tay cầm, cửa, cửa kính, cửa nhôm, cửa kính, các thanh trong các cái giường, trong các giường. Và đặc biệt là có một số công ty người ta sản xuất những cái đồ trang trí nội thất á, bởi vì cái meca này nó rất là trắng trong nên đâm ra là khi mà phản xạ ánh sáng mà nó chiếu vào á, thì nó giống như pha lê anh chị các bạn, thì nó chiếu ánh sáng, đâm ra là người ta sẽ chế tác nó ra những cái kiểu ánh sáng khác nhau bằng cách người ta gia công, người ta khoan lỗ, người ta làm tùm lum đủ thứ kiểu hết. Đâm ra người ta cũng đã chọn mua cái loại meca cây phi tròn đặc này. Thì hiện tại là cái cây của nó, là chiều dài của nó là 2m anh chị các bạn, 2m nha. Và công ty chúng tôi có những quy cách cụ thể như sau. Chúng tôi nhỏ nhất là phi 5. Đường kính của nó 5 ly anh chị các bạn. 5 ly, rồi tới 10 ly, 15, 20, 25, 30. Cách nhau 5 size á thì nó một quy cách, cách nhau 5 size một quy cách. Và hiện tại là tới phi 100, hiện tại là kho phân nhân đang có phi 100 ly nha. Đường kính của cái cây này là phi 100 ly. Phi 100 ly, meca trắng trong. Meca trong. 100 ml, chiều dài của nó là 2m. Khi anh chị mua cái loại hàng này, anh chị các bạn cho chúng tôi thông tin cụ thể như sau. Cây meca phi tròn đặc, ống là khác anh chị các bạn, ống là khác. Cái này là cây meca phi tròn đặc hoặc là lát meca phi tròn đặc. Thứ nhất là đường kính của nó bao nhiêu và chiều giờ anh chị mua bao nhiêu, chiều giờ của cây á, chiều giờ của cây anh chị mua bao nhiêu, thì phân nhân sẽ dựa trên những cái quy cách cụ thể rồi chúng tôi sẽ gửi cho anh chị báo giá cụ thể. Chúng tôi không hoàn toàn bán cho anh chị quy cách là một cây 2m, nhưng mà anh chị các bạn mua cứ cây dài bao nhiêu thì chúng tôi sẽ cắt ra cho anh chị các bạn bấy nhiêu. Thì mình cũng giới thiệu sơ cái đường cắt của cây meca nó thường như thế này. Mình đưa vô lưỡi cưa lỏng á, mình cắt ra thì nó hơi sầu xề như vậy đó. Đường cắt nó như vậy anh chị các bạn. Thì cái hàng này anh chị các bạn cứ cho chúng tôi quy cách, vì hàng này là hiện tại là phân nhân đang có nhiều và chúng tôi có rất nhiều quy cách cụ thể. Và chúng tôi bán rất là rộng, mà bán rộng khắp từ Bắc vô Nam chị các bạn nhé. Rất mong quý anh chị và các bạn có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp công ty chúng tôi qua số điện thoại 0915 886 916. Và đây cũng là số Zalo, anh chị các bạn cứ gửi thông tin qua Zalo, phan nhân sẽ gửi cho anh chị báo giá ngay, đồng thời sẽ ship hàng trong ngày khi anh chị các bạn thấy giá tốt và anh chị các bạn chốt sale. Kính chúc quý anh chị và các bạn sức khỏe, gặp nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại.